Tây Ban Nha gặp bất lợi lớn trước thềm Euro 2024. Lịch sử cho thấy đội bóng xứ đấu bỏ chưa bao giờ giành chiến thắng trước đội chủ nhà ở vòng knockout tại một giải đấu lớn. Kể từ World Cup 1934, Tây Ban Nha đã chạm trán 9 đội chủ nhà và đều phải nhận thất bại. Lần gần nhất là tại World Cup 2018, khi họ hòa 1-1 với chủ nhà Nga và thua 3-4 trên loạt luân lưu ở vòng 1/8. Đây rõ ràng là một bất lợi lớn của Tây Ban Nha khi họ đối đầu với chủ nhà Đức ở trận tứ kết Euro 2024 sắp tới. Ronaldo khó lòng dự World Cup, cựu danh thủ người Bồ Đào Nha đã từng một lần vô địch World Cup và 3 lần vô địch Euro, nhưng khả năng tham dự World Cup 2026 của anh đang bị đặt dấu hỏi. Sau khi rời Al Nassr, Ronaldo vẫn chưa tìm được bến đỗ mới và việc thi đấu ở giải đấu cấp thấp hơn có thể ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Tin vui cho đội tuyển Anh, Luke Shaw, hậu vệ của Manchester United, đang hồi phục tốt sau chấn thương và sẵn sàng trở lại thi đấu cho đội tuyển Anh trong trận đấu với Thụy Sĩ sắp tới. Anh đã không thi đấu một phút nào trong suốt thời gian qua do chấn thương phải ngồi ngoài kể từ tháng 2. Shaw dự kiến sẽ phát biểu với giới truyền thông vào hôm qua, nhưng đã thay đổi ý định. Được biết, anh muốn phát biểu khi thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, John Stones cũng tham gia tập luyện đầy đủ, mặc dù gặp phải vấn đề ở đầu gối phải. Đức quyết tâm giành chức vô địch trên sân nhà, đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang tại Euro 2024. Để hiện thực hóa tham vọng này, Nagelsmann đã ban hành một lệnh cấm đặc biệt đối với các cầu thủ và thành viên trong đội. Kết quả bết bát tại vòng loại Euro 2024 khiến Bồ Đào Nha đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó, vai trò thủ lĩnh và tinh thần đồng đội trở thành tâm điểm. Cựu tiền đạo Gary Lineker, một chuyên gia kỳ cựu trong làng bóng đá, đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm về những vấn đề mà đội tuyển Bồ Đào Nha đang gặp phải. Lineker cho rằng, Bồ Đào Nha cần tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện tại. Đội tuyển cần có những thủ lĩnh để tạo sự đoàn kết. Huấn luyện viên chỉ có thể làm một phần công việc, chúng tôi phải gây áp lực lên đối thủ. Chúng tôi đã thảo luận nhiều về điều này để tìm ra giải pháp, xác định vấn đề và điều chỉnh lối chơi. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau cải thiện, chúng tôi phải làm việc cùng nhau để khắc phục những điểm yếu và chơi hiệu quả hơn. Đây là trách nhiệm của toàn đội, không chỉ của huấn luyện viên. Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trong trận gặp Slovenia đã nhận nhiều lời chỉ trích, đặc biệt khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội và không thể ghi bàn dù được trao một quả penalty ở hiệp phụ. Lineker đã bình luận về những điểm mạnh và yếu của Ronaldo, tôi không có ý gì với Ronaldo, vì suy cho cùng cậu ấy thật sự là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã theo dõi cách Ronaldo di chuyển vào vòng cấm và bản năng của cậu ấy vẫn rất tuyệt. CR7 làm tốt hơn đa phần các cầu thủ ở vị trí số 9, cậu ấy vẫn là một chân sút sắc bén. Tuy nhiên, Lineker cũng thẳng thắn nhận định, cái tôi của Ronaldo đang là điểm yếu đối với cậu ấy. Huấn luyện viên Roberto Martinez và tuyển Bồ Đào Nha cần có những cầu thủ mạnh mẽ nhất trên sân, và Ronaldo đã 39 tuổi. Nhưng cậu ấy lại là một siêu sao với tầm ảnh hưởng vượt trội hơn so với thế giới bóng đá thông thường. Với những chia sẻ thẳng thắn từ Gary Lineker, Bồ Đào Nha đang đối mặt với bài toán khó, giữ Ronaldo hay tìm kiếm những thủ lĩnh mới. Câu trả lời sẽ quyết định thành bại của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Mùa chuyển nhượng hè 2023 hứa hẹn đầy sôi động với những thương vụ bom tấn, đặc biệt là khi các ông lớn châu Âu đang tích cực tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng để nâng cấp đội hình. Bayern Munich, nhà vô địch Bundesliga, đang nỗ lực hoàn thiện đội hình sau khi chiêu mộ thành công Kylian Mbappe. Theo The Athletic, hùng xám đang cân nhắc bán Joshua Kimmich do hợp đồng của anh chỉ còn một năm. Bayern Munich có thể sẽ thu về khoảng 40 triệu euro từ thương vụ này. Trong khi đó, Chelsea cũng đang nhắm đến một số mục tiêu chuyển nhượng chất lượng. Tân huấn luyện viên Enzo Mesca muốn tăng cường hàng thủ với sự góp mặt của hậu vệ phải Emerson Royal. The Blue còn muốn bổ sung thêm một thủ môn chất lượng, với Diego Costa của Porto là mục tiêu hàng đầu. Porto định giá thủ môn này ở mức 50 triệu euro, nhưng Chelsea có thể phải trả nhiều hơn thế do sự cạnh tranh từ các câu lạc bộ lớn khác. Tottenham Hotspur cũng đang giao diết tìm kiếm một hậu vệ phải để thay thế cho Emerson Royal. Dù đã có hai thủ môn chất lượng là Robert Sanchez và Jordi Petrovic, Chelsea vẫn đang cân nhắc việc chiêu mộ thêm một thủ môn mới. Real Madrid cũng đang theo sát tình hình chuyển nhượng của Kai Walker-Peters. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hy vọng sẽ thuyết phục Southampton nhà Walker-Peters với mức giá khoảng 40 triệu euro. Tottenham Hotspur, Real Madrid và Chelsea đang cùng cạnh tranh để có được chữ ký của cầu thủ trẻ tài năng Walker-Peters. Brighton cũng đang nỗ lực giữ chân cầu thủ này bằng một bản hợp đồng mới. Mùa chuyển nhượng hè 2023 hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn, liệu những thương vụ đình đám này có thành công hay không? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong thời gian tới. Tây Ban Nha đối mặt thử thách lịch sử tại Euro 2024 khi chưa từng thắng đội chủ nhà ở vòng knockout tại giải đấu lớn nào. Ronaldo khó dự World Cup 2026 do chưa tìm được câu lạc bộ mới. Luke Shaw, hậu vệ của MU, hồi phục chấn thương và sẵn sàng trở lại tuyển Anh. Đức quyết tâm giành chức vô địch trên sân nhà với lệnh cấm đặc biệt từ huấn luyện viên Nagelsmann. Bồ Đào Nha đối mặt với nhiều vấn đề sau kết quả bết bát tại vòng loại Euro 2024, trong đó tinh thần đồng đội và vai trò thủ lĩnh là điểm đáng chú ý.